Từ cha mẹ nó bây giờ mất em luôn. Đâu vừa vừa hả má ơi. Em nó mừng xúc động rồi. Coi em cầm lòng không đậu. Em thấy không? Chị khổ biết bao nhiêu mà. Chị không nói được nên lời. Có thiệt với em vậy thôi. Đây là căn nhà của bà cụ nha cô chú anh chị. Căn nhà mà cụ nói là cụ bị đi đuổi ra nè. Xây khóa lại rồi. Bây giờ tôi chưa tô đó. Chưa tô mà vậy đó, nó phá hết ba cửa sổ này nè. Cái này là cái bằng cây rồi bị bà tộc hạo thôi, dưới đằng sau cũng vậy nữa. Có cái trái bằng thiết luôn đó. Cái nhà này mà anh kia anh nói anh mượn 1 tỷ đồng anh xây đó hả? Đó là con gái tôi nói chứ không phải là rể. Trời ơi, nhà này 1 tỷ. Thì tôi mới nói lên coi nhà biệt thự của tôi kiệt đó nó. Tôi có nói vậy đó. Cái cửa sổ này là sửa lại bít rồi phải không? Nó mới đập hỏng nó xây bộ mùng bãi Tết nè. Cửa sổ không làm bít rồi. Bít này mấy cửa sổ luôn đó. Mấy cái là bên trên cũng vậy, dưới cũng vậy, nó đập giá. Nhà trong khi có nhà ở Hóc Môn không bà? Nhà ở Hóc Môn bà điểm 2. Có nhà mà về đây chiếm đất của bà, kiếm nhà bà luôn. Dạ. Bây giờ bà muốn vô nhà gì? Cậu bãi nó đổ xi măng nè. Cậu bãi nó cho xi măng. Bây giờ có nhà mà vô nhà không được đúng không bà? Không. Đó nè. Cái chỗ tôi. Bà đứng đây bà nói với con bà đi bà nha. Con bà chắc đứng đây nghe á. Đứng mấy cam á, đứng đứng đây camera bà nói đi bà. Camera kìa. Chỉ thẳng lên camera nói cho nó nghe luôn. Nè. Nè bà ở nhà bà. Bà đứng ở đây nè. Rồi đứng đây nè bà nói đi. Qua bển. Nè bà. Thẳng ở đây nè. Đó bà. Con bà đang nhìn trên này nè. Đó, nói đi bà nói gửi lời đi. Tên gì? Giờ má gửi lời về bé Trần thì ở Võ Thị bé Chính. Tuổi ngọ. Bốn mấy đó không nhớ nha. Còn con Phạm Ngọc Nhi. Ừ. Phạm Ngọc Trinh. Phạm Ngọc Trinh là tuổi Dần. Tuổi Trinh là cái gì của bà? Ngoại. Cháu ngoại phải không? À, cháu ngoại. Bây giờ ngoại gửi lời. Đó. Trước là con đánh mày ngoại. Thì ngoại gửi lời con trước. Gửi lời mẹ con sau. Bây giờ ngoại xin lại để lại xin đất bà. Lợi. Lại quỳ lại xin đất chảo. Lợi. Xin ngoại đất lại trời xin đôi bông rồi nha. Giờ ngoại lại xin cái nhà với đất lợi. Là ngoại lại á, kể như lại cái người đưa quan tài ba lại, chứ không phải là lại người sống. Lại người không có một lại thôi, nhưng mà lại ba lại là con cũng lại ba lại mà. Cháu ngoại cũng lại ba lại rồi. Đó, lại trả rồi, đất cho ngoại đi. Trả ngoại, trả nhà cho ngoại. Ơi. Nói đi Trinh ơi, trả ngoại đất cho ngoại đi Trinh ơi. Trả nhà. Đó. Ngoại nói thiệt ra ngoại đi ở đây, đậu ở nhờ. Đáng lý ra ngoại nằm ngoài bờ nữa. Nhưng ngoại sợ rồi, cô bác người ta kêu rêu còn mấy người còn lại. Chứ còn mẹ con là với gì năm con không hỏi tới ngoại một tiếng nào mà ngoại chết hay ngoại chưa. Trời ơi, cái nhà vậy thôi. Có nhà Hóc Môn ngoại coi lại con thêm một nhà. Lại nữa tiễn đưa biệt con nha. Được rồi bà ơi, ngoài đứng đây. Đó, có nhà bây giờ để cho tiễn biệt con thì đừng tới chỗ này nữa. Nhà này giờ lâu quá không ở, cỏ cây mọc cùng lum nữa rồi. Này nó mới dành để chứ tôi hồi đó ở đây tôi nhổ từ cây cỏ ra má mà. Là bà bị đuổi mấy tháng rồi? Trong Tết. Từ chưa Tết đến nay. Tôi á, là bị con cháu ngoại nhỏ nó xin có hai cái hũ dâu mà nó chửi tôi tại đây là hai buổi chiều. Tôi nói mấy cậu nghe, tôi ngồi tôi chặt cỏ mực thì con nhỏ hỏi ngoại ơi ăn cái này được không ngoại. Tôi mới thôi con ăn đi về, ngoại nói ngoại ăn thì tôi nói vậy cái vô cái nó đi về cái tôi mới nói liền ngoại nãy có lấy hai hũ dâu ngoại ăn nó con. Thì nó làm thinh nó không trả lời. Nó mới vô con nhỏ thứ năm. Thì con nhỏ thứ năm nói mày đi cái bả điện con quỷ cái lớn nó chở con dẫn con quỷ cái nhỏ vô bả cho con quỷ cái nhỏ nó ăn chứ. Mà thật sự cho con nhỏ ăn chứ tôi không có ăn. Đó là nó chửi nó cái quân ăn cắp mà còn lừa đảo. Cái hai hũ dơi bua mà chửi bà ngoại mình vậy đó. Tôi nói bây giờ con chửi thôi cái vòng ngoại được đi một vòng đi. Cái quân nó lớn quá đi. Nước nào cũng có quân hết. Rồi bà hỏi là có không con? Ngoại nói vậy đó. Mà có hả con trả lời đi. Rồi chắc con trả nó đang xem á. Đang xem. Con trả lời cho ngoại đi. Ngoại có nói quan con không? Cái nào nói quan cứ việc nói đi. Rồi bà vô trong này đi, đừng để hơi bị chó nắng á. Còn đây là cái gì bà? Cái này là cái gì bà? Cái này nó chưa xây chuồng chó đó. Trời, cái chuồng chó đây đó hả? Nó dở lên coi. Đi ra đường ở vậy nè. Lót nền đàng hoàng của tôi. Con sạch căn nhà bà bển nè. Tôi đây lót nền, tôi không có lót nền. Theo ngoại phá cửa hết trơn luôn vậy hả? Dạ nó không phá đâu luôn. Tôi không biết chỗ nào nữa, không hiểu nữa, không thấy đường. Ác quá trời ác luôn. Cửa nào nó cũng dán hết trơn. Đây đó là ta làm cửa sổ nhưng mà chưa cửa sổ. Đây có camera nha cô chú chị.
cửa sổ nó cậu bảy nó gắn sắt. Căn nhà này là bà cụ nói bà cụ xây, nhưng mà giờ thì đuổi bà cụ ra khỏi nhà. Nó nói là mượn tiền đã 1 tỷ đồng để xây nhà đó cô chú anh chị. Nhưng mà chúng ta thấy là cái căn nhà này thì theo quý vị thì có đáng giá 1 tỷ đồng hay là không đó. Nhưng mà bây giờ là giành giật xong đuổi mẹ mình cũng như là đuổi bà ngoại mình ra khỏi nhà thì họ không có ở. Chỉ gọi là gắn camera đi theo dõi xem có ai tới hay không. Và đất đai thì thấy nè, cỏ mọc tùm, không có ở, nhưng mà lại gọi là không cho mẹ cũng như là không cho bà ngoại mình ở cô chú anh chị. Một cái điều cũng khá là bức xúc nha. Căn nhà như vậy là chưa có tô luôn, nhưng mà đâu đó 1 tỷ đồng. Camera là đây, thấy quý vị thấy camera không? Xung quanh đây nè. Cửa thì đã khóa rồi, các cửa sổ thì cũng đã gọi là bị sửa đổi hết, khóa kín không cho bất cứ ai vào luôn. Thanh Quyền đi một vòng quay cho cô chú anh chị xem nha. Đằng sau lưng căn nhà có thể thấy là căn nhà này rất là lâu rồi không có ai chăm sóc, cho nên là cỏ mọc rất là nhiều. Mà cái nhà này cũ mà cái nhà nói mới cắt rồi tết mà giờ tôi hồi đó tôi nhìn thiết nè. Vậy là chỉ có sẫm lại mấy cái cửa thôi mà phải dây tới 1 tỷ. Nó dán gạch trong luôn rồi. Dán trong có một cái phòng này thôi. Nó dán một cái phòng trên nhà thôi. Dán mấy cửa sổ này luôn vậy thôi. Dán vậy. Rồi đó vậy 1 tỷ ha. Nó nói vậy nó nói dây 1 tỷ bạc. Cũng dữ à. Nó nói cái nhà này là hồi đó nó dai 1 tỷ nó cắt cái nhà này chứ không phải nhà của má nên bây giờ nó lấy. Chứ không phải nó dành vậy chứ. Đó là điện khóc của bà. Ở đây có người làm chứng được hết mà. Ở thầy rồi mấy ông. Ở đây có ai làm chứng không bà? Không có giờ mấy cậu hỏi ai đó hỏi. Tôi cho phép mấy cậu hỏi tất cả. Ai cũng biết hết trơn nha. Ai cũng biết hết, tôi ở mấy chục năm nay. Nghĩ sao mà giờ bà già vậy mà lấy cái nhà này ăn cái gì á? Mà cái đâu có ở đâu, đi trên hóc môn mà. Chủ yếu người ta muốn lấy cái căn nhà với miếng đất thôi, chứ bây giờ để lấy miếng đất thôi để bán thôi mà. Ta để đó đó. Đất ở đây giá trị không bà? Cũng rẻ. Nó bán rồi tôi đưa một công đó là nó bán rồi 301. Dạ. Là hồi tôi chơi đưa là tôi biểu nó trả nợ giùm tôi một cây. Về là trong có mấy đất để dây được 1 tỷ thì hiểu miếng đất nó giá trị không rồi. Dây được 1 tỷ là miếng đất cũng giá trị chứ bà. Rồi đi lên trước. Biết nó dài được nhiêu. Nên lại nhìn ở nhà đi các bà ơi, bà về rồi về căn chòi ở nha. Chứ sao nữa giờ? Vô đâu đâu, ở ngoài trời này cũng mưa. Thôi chào tạm biệt ngôi nhà đi về bà ơi. Chào tạm biệt, cái lại chào con ra. Ngoại chào cháu chứ mà ngoại chào con nha. Tạm biệt luôn nha. Chứ ở đây lại xíu nó kêu công an lại nữa đó. Của ngoại. Nhà của ngoại mà kêu công an luôn á. Trời, chứ kêu công an lại thiệt giờ. Nè. Bà ngoại giờ chào. Mấy cậu sợ công an đâu. Sao sợ bà? Làm gì sợ? Mấy cậu đâu làm trật mà tôi đâu có làm trật mà sợ. Mấy cậu con, má chào cháu là Phạm Ngọc Trinh. Từ đây tới sau ngoại không còn gặp con. Ngoại không muốn nữa. Trả lại cho ngoại đi. Chứ không có nói gì nữa. Trả lại cho ngoại tất cả. Cao gái đang nhìn xuống đang coi ngoại không luôn. Không còn cái gì của con, số nhà đàng hoàng nè. 286 phải không? Đúng rồi. Trả lại cho bà đi. Trời ơi, sống được nhiêu năm nữa đâu mà đi dành ăn kiểu đó trời. Ta cười quá, tôi ra sớm liền, tôi nói tôi sợ tôi không dám ra lộ nữa. Mắc cỡ luôn hả bà? Mắc cỡ, tôi nói cho bà già, bà ngoại dành ăn với cháu ngoại nên nó mới đập. Trời ơi. Người ta không nói tôi chửi nó đâu có đập. Nói vậy mấy cậu biết tôi nói tôi có chửi một tiếng nào có trời đất chứng. Tôi có chửi thằng cha nó tại cái đòi còng đầu tôi. Tôi có chửi thằng cha nó. Dạy dỗ con cháu là bình thường thôi. Bà chửi con cháu bình thường mà. Không có. Tôi nói chung là không có, tôi ghét cái nước mà con mà chửi quỷ mập héo mà chó chéo gì này kia tôi không có chịu. Nói cái gì phải trật là rầy, không bắt cuối quýnh rồi. Chào mấy ngoại về bà, chào mấy về mấy ngoại ơi. Thôi ngoại chào nghe. Rồi về ngoại ơi, con từ biệt không có về chỗ này nữa. Đừng có về đây nha, chỗ của này của ngoại. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, ăn khế nhà vàng mà giờ chim không lại ăn nữa, khế rụng quá trời luôn. Cái khế trước cửa nè, một cái khế trái qua trái luôn nè, chim không ăn nữa nè. Trời ơi, ăn khế trả vàng mà giờ không có con chim nào lại ăn hết trơn. Đừng nào bẻ chiếc khế nào nghe, bẻ khế rồi về nó thưa rồi nhắm mắt tài sản nữa, chiếc khế nữa. Từ cha mẹ nó bây giờ mất em luôn. Đâu vừa vừa hả má ơi.
em mà mừng xúc động coi coi em cầm lòng không động. Em thấy không, chị khổ biết bao nhiêu mà chị không nói được đến lời. Có thiệt với em vậy thôi. Này á, tôi báo với mấy ông này là con nuôi của bà thầy tôi, bà dạy dỗ tôi. Là em nuôi của chị. Em nuôi, bà thầy tôi sinh nuôi chứ không phải con đẻ của bà. Nói vậy thôi. Mà còn lại thăm lại bà gì nè. Sao nay anh biết mà anh vô vậy anh? Không coi clip. Coi trên mạng á. Không ngờ mà bà giờ khổ vậy hả anh? Không ngờ gì. Chị hai, chị ba em, sao vậy? Giờ già mất rồi chị hai. Không có, mà là sao bệnh sao vậy chị không hay? Bệnh đột ngột thì... Thôi giờ em cũng thông cảm cho chị, hoàn cảnh gì chị không có đi nổi đâu hết, bệnh lắm. Giờ em không có nhiều em. Bây giờ thôi, không, 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 em gửi cho chị hai. Thôi, thằng con, bây giờ chị nói vậy. Bây giờ chị nói vậy. Không có, bây giờ tôi xin lỗi mấy cậu nha. Bây giờ chị nói với em. Em không có nhiều, nhưng mà... Không, em không có, bây giờ... chị hai mua thuốc, mua mèo. Không có, bây giờ chị nói vậy, nói xin lỗi tất cả. Chị đi đường người ta đậu xe người ta cho, chị cũng không lấy nè em. Không chị. Thà chị bức từ cái cỏ người này. Người ta là khác, còn không, em không. Em là em của chị. Biết. Không. Nhưng mà Không chị hai. Bây giờ chị không bằng lòng. Không chị hai nói thiệt với mấy em vậy, mấy cậu vậy. Không, tôi không tiền thật. Cái này nhưng mà cái lòng của em là hơn. Không, nhưng mà cái tình của em là hơn. Em cứ cất đi. Em còn mấy má cất bỏ đi chút xíu đi. Không. Bà nhận đi bà ơi, tình cảm của anh tới mà tính lòng của một người dân mà người ta thương bà như vậy đó. Mà con với cháu mà vậy. Ngoài Long Hưng tới nay giờ vô đây chứ không phải là ở đây. Mấy đứa đó bánh rồi á. Tại vì hồi đó má nuôi của cậu dạy tôi. Cho nên tôi mới làm cái nghề này. Nói vậy biết cậu thương. Tôi giờ tôi sống vậy là tôi nhờ cái đức của bà thôi. Tôi tờ lắm từ cổng rác như vậy mà tôi sống thôi. Chứ còn ngoài ra anh em đi xe đậu tiền, đậu xe lại cho tiền tôi cũng không dám nhận. Bởi vì tôi sợ mang cái nghiệp nhiều quá đi. Chị nói vậy em nghe phải không? Bà khóc, bà xúc động nha. Bây giờ chị cảm ơn em nhiều. Quý ơn và trọng cái nghĩa, cái tình của em. Bây giờ chị cho lại cái này em về mua bánh cho cháu. Không, chị hay cất, chị hay mua thuốc được. Cứ nhận cho anh vui đi bà ơi. Kệ mình khổ rồi. Bây giờ là tôi đồng ý kiếm theo mấy cậu nha. Dạ. Thôi giờ chị quý ơn em. Dạ. Dạ. Chị nhận cái này. Chị gửi lời thăm tất cả sớm riền ngoại hết. Dạ, chị dạ. Lâu lắm không có ra. Nè cậu đem uống tiếng nữa kìa. Khóc luôn. Em mua xúc động luôn. Đã em mua nhiêu đó được rồi. Nhiều quá rồi. Con của má tôi sinh đẻ ra mà nó không thương má tôi. Mà tôi hỏi chứ người dân mình ta cũng thương má tôi, ta lại nên tôi coi trên mạng nó tới hết lắm. Biết lấy gì già rồi chứ còn lấy gì nữa đàn ông. Cháu ruột mà nó quýnh má tôi như vậy mà nó không một lời thăm hỏi bả nào. Không hỏi tiếng nào hết. Cũng không có vô mà nó thăm hay gì hết á. Mười người dân mà người ta quan tâm vậy luôn á. Người dân người ta quan tâm đó, nghe hồi hôm mà giờ ta chạy vô người ta thăm đó mấy chú coi. Chắc cũng một số người chắc cũng không nghĩ là bà như vậy để sợ xảy ra như vậy đâu ha. Má hồi đó giờ đâu bắt đầu nghe tiếng tay gì đâu. Bởi tôi nói hôm giờ á, giờ trời đất dòm ngó, nó làm quấy, nó gặp quấy chứ còn bây giờ má tôi giờ số phận đã là xong hết rồi đó. Giờ tôi nuôi má tôi tới bà 100 tuổi già rồi đó thì bà thấy không, tôi bà thì thôi tôi cũng như tôi trả nợ cho má tôi vậy thôi. Má tôi nuôi tôi nhỏ lớn, bây giờ tôi trả cái công ơn hiếu thảo lại bà thôi chứ tôi không có cần gì đất đai trơn. Dạ, còn rồi. Mấy đứa nó ăn nó hưởng đất đai mà nó không lo cho bả thì thôi, giờ nó cũng hậu quả nó lạnh. Ngày xưa đất nhiều ha. Ừ. Có. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị. Bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship. 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn. 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha. Nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship.
và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.